Sáng nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế. Dự hội nghị có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Theo Cục Kinh tế, Bộ Quốc phòng, năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 59 về chủ trương tháo gỡ vướng mắc tồn đọng trong quản lý sử dụng đất quốc phòng tham gia vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội. Theo đó, có quy định cho phép doanh nghiệp quân đội, đơn vị quân đội được sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã quán triệt thực hiện nghiêm kết luận số 59 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 132 của Quốc hội nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất quốc phòng để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, vừa kết hợp với phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, việc triển khai các chính sách thí điểm đã giúp Bộ Quốc phòng từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội, đáp ứng yêu cầu trong công tác tổ chức lực lượng của quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Bộ trưởng yêu cầu cần ra soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tương thích với Luật Đất đai sửa đổi để sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách thí điểm về đất quốc phòng. Nhấn mạnh đến việc thực hiện phân cấp, ủy quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phê duyệt phương án quản lý sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, Bộ trưởng Phan Văn Giang nêu rõ cần xét đến các yêu cầu đặc thù trong lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm trực tiếp, thường xuyên cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và dự trữ lâu dài nguồn đất đai quốc phòng khi có tình huống xảy ra, vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa chống lãng phí nguồn lực của đất nước, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm và góp phần giải quyết chính sách hậu phương quân đội.